căn B1403. Căn này diện tích đất rất là lớn, 260 m. Khoảng không bên giữa hai căn nhà có thể là một cái bể bơi cực kỳ lớn. Đứng từ đây có thể thấy biển ngay gần luôn. Căn này đang làm hoàn thiện. Đây, view của nó đây. View sân khách.